này ra ấy. Hiệu ứng gì? Thôi, bây giờ tao cứ xem. Không, tại vì cái tao xem thành quả tao đã. Air around you này. Sao mày không làm hết một lượt đi rồi xem thành quả? Thì phải xem từng từ chứ. Để xem có cái gì ấy không? Tao quay ngang Canva ra phát là nó đã xảy ra lỗi. Hãy ngồi chờ 5 tiếng nữa. Cái này tao để là cái bút nó đang viết. Nhưng mà mày không để chữ là anime thì mày làm giống tao thì animation at present đúng một trang tôi chuyển luôn. Ừ nhưng mà công nhận Win tao cũng làm đúng một trang xong tao chuyển. Thường tao chỉ làm một trang xong tao in nhít tất cả mọi thứ trong một cái trang này. Rồi một trang mới hoàn toàn tiếp tục công việc. Sang cái phần precipitation hộ tao cái. Đây. Precipitation là gì? Người ta không giải thích à? Ở đây. Is any form of water that falls from the earth or surface. Ok. Bắt tay vào thôi. Má, nó lần nào cũng mày tập. Thầy cô chả biết thương mình cả. Đã thế lại còn ghi tao vào sổ đồ bài nữa. Ác như cái gì? Con bị ghi tên vào sổ đồ bài à? Như cơm bữa. Bố hỏi lại. Con bị ghi đã phúc đời tổ rồi. Trước ngày nào là con không bị ghi cả. Vui nhở? Bố rất tự hào một đứa con ngoan. Thế thì con không phải là the best này, mà là the best gem rồi. Shit knows. Con không phải là best boy. Ai cần? Mà con là bad boy. Oh my god, what is that? What is that? Oh god, no, no, yeah. Con là bad boy à? Bad boy, bad boy. Good. See? Mày bị ngáo à? Mày đang làm precipitation cơ mà mày cứ dừng ra cái gì? Mày nói lắm quá. Mày chả chứ cho tao làm đi thôi, giờ phải nói. Precipitation. Ôi, đọc đọc. Emmy. Mày ơi, biết sao không mày ạ? Thầy Kít ý. Thầy ấy đi mua bánh mì. Mày ạ. Kít mà con nít mà. Thầy Kít đi mua bánh mì xong rồi là có cái người bán bánh, người ta cứ ngoáy mũi, vừa ngoáy mũi người ta vừa làm cái bánh mì. Xong rồi thầy ngồi thầy thế vứt cả cái bánh mì đấy đi luôn. Nào yên. Mày phải đợi tao chứ. Tao không đợi. Đợi đi để tao làm nữa. Mày ở nhà mày đang cho ngủ luôn là tao phải cốt bộ lên kia xong tao đấy ra rửa mặt. Mày đã tắm chưa? Rồi nhưng mà tao phải mặc áo vì tao vội đi ăn để con bật máy tính cho con Pi nó học. Nghĩ xong chưa? Chưa. Sao lúc nào mày cũng nghĩ sai chính tả thành clowns mẹ à? Đâu, tao đúng mà. À. Yeah, tranh thủ viết. Ủa, slit dài vậy. Mà heo thì nó còn dài hơn. Đúng là cần ăn mà. Cái này chắc là dài nhất nhỉ? Ừ. Rồi ôi, mày không tưởng tượng được. Tao tưởng tượng được. Nãy giờ tao kể mày mi một. Đang còn phải measuring nó mày. Tu thế nào mày cứ vội vội vàng vàng. Bởi vì mày không cho tao nhìn một tí. Tí thôi, 2 phút nữa. Thế lúc đó mày nghỉ ngơi đi. Được thì tao đã.
Nghỉ ngơi đi, yên tâm, ở đây không có ai mắng mày đâu. Nhưng mà đấy, tao nghỉ ngơi tao phải tự mắng chính mình. Tao phải tự mắng chính mình. Nào. Hú hú. Rain. Sleep. À, tao bị rảnh, tao sẽ đi về phòng chứ. Thành cái phòng chứ mà tao muốn đổi. Ôi chết, nhầm. Trời ơi, cái gì thế này? Tao cảm thấy kiểu tao mới phân tích ra là khi mà học nhiều quá sẽ bị khát nước. Thì tại mày tập trung quá, mày có thể, mày có làm cái gì đâu. Ừ hả? Ừ. Tập trung quá cũng mệt. Mà mệt thì... Rồi, đấy. Trời ơi, sau bao nhiêu nỗ lực. Mày nỗ lực cái gì, mày đừng ngồi đấy mày nhìn thì có ấy. Ôi mẹ, heo, heo nào dài không mày ơi. Tao có nên chép cái này mà không? Ôi rồi. Thôi khỏi chép đi. Tao muốn nhìn cái heo luôn ý. Đây à? Tao phải lấy cái này. Như một cái này nó không có on it. Má. Má thật. Come along my heart. Ê hai, đây là thứ gì? Hà ơi, tao lưu ảnh đã. Cái gì? Đây là thứ gì? Cumulonimbus. Là thứ gì? Đây, search là được mà. Cumulonimbus. Đây. Bấm vô, bấm vô. To tét đi. Ồ, là kiểu mây mà nó to to mà như thế. Thật rồi, nhưng mà vấn đề là cách đọc ấy. Ờ, cái nào? Đích. À, nhầm, không phải đích. Dictionary. Harvard Dictionary. Nó là mây vũ tích mẹ. Dictionary. Xem pronunciation của nó như nào. Mày xem nó đọc ra là đừng đừng ở UK. Mình học US. Và mình học US mà. Cumulonimbus. Ha. Cumulonimbus. Cumulonimbus. Không, cái UK cumulonimbus thì nó khác. Im mồm để tao nghe xem nào. Cumulonimbus. Cumulonimbus. Tao thấy nó cứ làm sao ấy nhở, đọc cái từ này kiểu gì ấy. Tự nhiên sao tao thấy cái từ rõ ràng. Cumulonimbus. Mày ghi ngắn gọn này là cumulus cũng được. Đấy. Người ta cho không? Không. Kệ đi. Người ta không cho thì tao ngu người. Ai rồi ôi. Đi ra để tao. Đâu? Tao làm gì với đâu. Kệ mày. Shit. Mày nghĩ tao đang nghỉ vì đái lao một tí không? Không. Em bảo thật không.